Đấy. Ui, con này to nhá. Ui, nói về độ 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 ui, cặp. Con này chưa đấy. Nói về độ hàng tươi sống ấy, thì thật sự là khu hải sản nó là một cái lựa chọn uy tín của anh em mình từ xưa đến giờ rồi. Thế nên là hôm nay anh em mình quyết định tất cả tất tay ủng hộ khu hải sản phát triển mạnh mẽ luôn. Mọi người mà muốn ăn những đồ hải sản rồi cua hoàng đế này, tôm hùm Alaska này và những cái đồ hải sản ở hải ngoại nó gọi là hàng nhập khẩu tươi sống á, thì nhớ cứ liên hệ bạn khu hải sản theo số điện thoại mình để trên màn hình, số bao nhiêu là 0966 423 386 nhá. Sẽ ship cho mọi người đến tận nhà và vẫn còn tươi sống, kiểm tra hàng tươi sống luôn nhá. Bây giờ mình sẽ cân cua và những cái để bắt đầu thanh toán nhá. Nó đây cầm đấy, hơi nhảy lên đây xem nào, nhảy lên đây xem nào, bao cân? 27 cân. Ừ, cân đi. 27 cân. 27 cân. 27 cân. Em có 25 cân thôi. Thế là tức là chỗ này là 2 cân, thế nào? Chỗ này là 2 cân 0.7 nhá. Thế là bắt đầu cầm đó để anh bắt mua. Hay là con tù mù là bắt tù mù, bạn bán tù mù không? Ok luôn, bán tù mù. Rồi, bán tù mù là nói chung là không chơi. Anh em tao là chơi cái gà là kẻ câu ấy. Cua rất là khỏe nhá. Cua rất là khỏe nhá. Thịt toàn quốc nó tươi có 100 trăm này. 32 tiếng. Toàn quốc tươi sống 100 trăm luôn nhá. Xà. Mình sẽ cân thử khoảng tầm 4 con 1. Đó này là 4 con 1. 3 con 1. 3 cân rưỡi, 3 cân 1 con này. Khỏe, khỏe, khỏe. Áo, bao nhà hàng, cả các khách, các tổ chức trên nước là mình cũng ship hết rồi. Trong ngày cả 3 tiếng. Yeah, con này, mình nhận nó mình vừa toát này. Và năm nay anh em mình ăn Tết to, mười cả làng ăn Tết, ăn cuồng đấy luôn. Bao nhiêu trưởng rồi? Mười cả làng ăn cuồng đấy. Mười hai cân tư. Mười hai cân tư. Đóng mới con một thùng hay đóng? Đóng cho tôi 4 con 1 thùng. 1 thùng đóng được mấy con? 4 con. Nếu đóng cứ 4 con 1. Ừ, đây phải có cái tải của bên nhỉ? Có cái tải ship tận nhà luôn. Ship tận nhà nhá. Đây là ship tận nhà nhá. Ở đây là bao bì chỉ mất tầm 1 tiếng rưỡi thôi. Được rồi, ok. Okay. Ship tận nhà để tươi sống mình mang ra sân bóng. Đấy, mình mua phải 5 con đấy nhỉ? Mua tất, lấy tất luôn. Đấy, tôi lấy thùng nhá. Đấy, lấy một cái nữa, cân cho tôi mấy con tôm để tôi ăn. Thế mình sẽ áng chừng khoảng tầm 4 con cua này là 12 cân thì mình tính ra trung bình sẽ là 3 cân 2 một con nhá. 3 cân 2 một con thì rơi vào còn là 70 con thì là 2 tạ mốt nhỉ? Hơn 2 tạ. Bây giờ sẽ cân thử tôm nữa để mình ước lượng xem cái số tiền của mình có đủ không đủ. Nếu mà thừa thì mình sẽ mua thêm, đi mua sắm thêm đồ khác. Chắc không đủ đâu. Hai con trần ra hết đúng không? Đi không ngủ. Anh ơi, giảm cái con vật. Giảm cái con vật. Đâu, con nào? Đây, con thấy cá siêu to luôn. Con nào to nhất? To nhất thì cứ... Đây. Con này nhá, chắc là... Ui da. Dạ con, anh bộ cái em cầm. Em cầm con này em hả? Tối tiền thấy tôm không? Ừ. Tôi đây. Đây, em cầm tốc. Ok. Đấy, nói chuyện với cùng. Rồi. Con đã bị tật cả. Nó bị bẩm sinh rồi bạn này. Dưới là nó không sao bạn. Bẩm sinh. Nó mới đây gì? Thịt nó trong này nhiều. Đấy. Nhạc quá. Nào, đặt lên đây. Cần thử để mình ước lượng là cái 4 lần 6. 4 lần 6 liền. Rồi đó. Anh ạ. Ui. Bắt đầu ngày cắt này đấy. Nhỏ hết, 2 cái rơi vào độ tầm
4 tấn 2 một con. Thì mình sẽ tôm tươi sống 100 cân luôn. Rất là khỏe nha, tôm rất là khỏe nha. 4 tấn 2 chỗ này khoảng tầm 30 con nhỉ? Bên này còn là 30 con thì hơn 1 tạ tôm nữa nhá, 12 tạ cua nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cân hết cái đống này để tính giá tiền nhá. Đến cái phần xót ruột mọi người ạ. Phần thanh toán. Tổng tiền cho anh đi. 270 cân cua. Đây, cho anh mượn tí. Tổng cua anh em mình lấy là 270 cân nhá. Nhân với giá 1.700.000. Tôm là 155 cân tôm Alaska. Đấy, nhân tiền ra. Ôi, thừa tiền rồi. Đấy, hôm nay anh em mình đi ăn nhá. 50, 100, 150, 200. 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1 tội. Còn cái số lẻ lẻ này không tính. Cái này tính ra đi uống trà đá. Thừa nhiều lắm. Đây, tổng của anh em mình hết có 637.250.000 nhá. Đây, 6. Đây, em tôi là đếm là hơi vất đấy. 100 này, cứ tính lại 200 này. 300 này. 400 này. 500 này. 600 này. 637 triệu. 37 triệu cuối cùng là 5. 600 đúng không? 637. Rồi em cầm bản 650 đi. À ra lấy nốt cả bảo ngư nữa. Tính xem là bao nhiêu nữa. 650 trừ đi 637. Còn 13 triệu tiền bảo ngư nữa nha. Bây giờ ra lấy bảo ngư tiếp. Wow. Lại còn thêm cả ông hỏi, ôi ôi là đấy. Chim voi, chim voi. Đây mọi người nhá. Đây là chim voi. Bảo ngư. Ôi. Ôi. Cái này cái hàng Canada. Cái này hàng chiều về tiếp đúng không? Đấy, mình sẽ để đây bạn cho mình thêm. À đây là bảo ngư này. Bảo ngư tươi sống 100%. Bảo ngư tươi sống 100%. Bán chặt, chặt lắm. Rất chắc nha, rất khỏe luôn, cực kỳ khỏe. Lấy tất chỗ này còn anh em mình còn 13 triệu này, thì chỗ này với chỗ này là anh em mình vẫn thừa tiền, mình sẽ quyết định là lấy thêm 50 triệu tiền là mua vòi voi. Ông vòi voi đấy nha mọi người nhá. Đây con này đây, ấy thấy chưa, con này là bổ thận tráng dương này. Đấy, một người khỏe hai người vui. Thế thì chiều bạn ship cho mình thêm 13 triệu sẽ lấy nốt chỗ này này. Xong rồi cầm thêm mình 50 triệu nữa lấy đất 50 triệu đấy, ăn liên hoan công cộng ở ăn liên hoan ở lại. Đấy, 50 triệu nữa này nữa. Bây giờ gói đất lại cho mình nhé. Bây giờ mình có chiều cách đi cho bạn đấy. Thế bây giờ chắc luôn rồi. Tôi mời bạn lên ở đúng qua lên ảnh chung. Anh em mình đã đến nhà hàng của bạn Phúc rồi nha. Bây giờ chẳng mấy khi cuối năm anh em mình đi sắm đồ lại được ăn Tết, phải hôm nay phải no say một trận xong bắt đầu về làng về Ba Vì nha mọi người nha. Ok, mời đây. Bạn đi. Đây các bạn đi. Đây chút cho. Cháu nó quay. Đây mời anh em vào chén luôn đi. Wow. Ui. Dạ. Ui, dạ.
Thì anh hôm nay mời anh em Naka ăn cua với rang muối và tàu ngư Hàn Quốc, ốc gỏi voi Canada ăn gỏi sashimi. Hiện nay đây là mực khoai chiên và còn món mực hấp nữa. Mực hấp đang quên tàu ngư hấp nữa. Anh em mình ăn cua Hoàng Đế hấp với lại nhiều rồi nhưng mà chưa ăn rang muối nhá. Hôm nay lần đầu tiên sẽ nếm thử món cua rang muối, cua Hoàng Đế rang muối này. Còn ốc gỏi voi mà lúc nãy mình quay cho mọi người xem đấy, sẽ ăn sashimi ăn sống nhá. Con này ăn rất là giòn này. Đây. Đây này, bào ngư đây này. Bào ngư cực kỳ ngon nhé mọi người nhá. Mấy cái món này là hại thận lắm đây này. Rất là thoải luôn. Còn ngon nữa. Còn món nữa lên thì anh em mình cứ vào ngồi đánh chén xong rồi để đầy đủ mình sẽ giới thiệu cho mọi người tất tật tật nhá. Ok bạn. Rồi ngồi đợi đã. Ok, ngồi đi anh em. Năm cũ cũng qua rồi à chưa? Nếu mà tính dương lịch thì vẫn là đang là năm 20 âm lịch vẫn là 2020 nhưng dương lịch là sang rồi. Thôi cũng tiện thể ghé qua đây mua hải sản thì cũng chúc mừng năm mới bạn nhé. Ok. Cảm ơn anh em Nao Ca đã qua cửa Phúc Hải Sản ủng hộ cũng là năm qua. Hôm nay thì mình cũng có nhà hàng có cái món cua Hoàng Đế, món mới của nhà hàng này. Quang mọi người thì à? Anh em Mao Ca thì suốt ngày ăn cua hấp của hấp rồi. Thì hôm nay thì mình có món toàn là món ăn sashimi thôi. Có mỗi món cua Hoàng Đế thì là rang muối này, rang muối nguyên con này. Anh em mình là toàn người Hàn Quốc này. Thì Mao Ca chưa được ăn. Thì hôm trước thì chắc anh em Mao Ca cũng mua là hấp. Hôm nay thì mình còn bếp thì đang sashimi. Làm cái món hấp nữa. Ở đây thì đang là có món gỏi này. Và ốc gỏi voi nhá. Ốc gỏi voi. Chúc sức khỏe bạn nhá. Em ơi, có giới thiệu không? Mời tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình mang một tỏi đi thì vừa tiêu hết có 700 triệu thôi. Còn 300 triệu nữa, tí nữa sau cái vụ này chắc anh em mình xuôi về Hà Nội chơi tí. Còn Hà cua kiếp tí chiều Phúc trở lên đấy sau ấy mình nhá. Bạn cứ sau cuộc rượu này phát là cua Hoàng Đế mấy cả tôm của Alaska lên tận nơi, bước lên tận nhà luôn. Ok. Một địa chỉ uy tín mà anh em mình hay sử dụng hải sản đó là phúc.com nha mọi người nhá. Nếu mọi người muốn sử dụng hải sản tươi sống này, các đồ hải sản hải ngoại đấy, gọi là hải ngoại, tôm hùm Alaska này, cua Alaska này, và những cái hải sản như tôm hùm baby, cua Cà Mau, các thể loại là cứ inbox cứ truy cập vào phúc.com hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho bạn Phúc nhá. Mình sẽ để gọi điện thoại mình sẽ đổi số điện thoại trên màn hình và dưới mô tả nhá. Tết này mà sử dụng hải sản đấy thì quá là ok luôn nhá. Mà về chất lượng về giá cả thì mọi người xem video của anh em mình thì cũng biết rồi, Phúc là số 1 Việt Nam luôn về độ uy tín này, về chất lượng, giá cả này và giao hàng đến tận nơi mọi người kiểm tra hàng dãy đành đạch. Đấy. Okay. Cảm ơn bạn nhá. Nào mau đệ thử món gì trước? Để em thử món cua trước. Đúng anh à? Cắt cho em một cái. Chưa bao giờ được ăn cua rang muối đâu. Đây. Cua rang muối nhá mọi người nhá. Thế có ăn được vỏ không anh? Sao lại ăn vỏ? Ăn vẫn như bình thường thôi. Không. Khai vị. Vỏ chắc là liếm thôi. Rất là ngọt. Ấy. Mũ thì rất là mũ phải chưa? Mọi người thấy thịt nó chắc chưa? Thì nó chắc lại như kiểu răng muối vẫn giữ được đậm đà của cái con cua hấp. Vẫn bình thường. Nhưng ăn nó hơi khác, ăn rất là ngon. Mời tất cả mọi người nha. Mình cũng sẽ thử một đây. Anh bảo. Chén em rồi. Em ơi. Đấy. Tự nhiên đi nhỉ. Đây. Không muốn đi tiếp gì thôi. Đây. Ngon không? Đây. Ôi trời ơi, chú hóa sẵn rồi các bạn, cứ tự nhiên đi. Ok. Con cua này ra muối này ăn nó đậm đà hơn rồi ạ. Mình sẽ thử món cua sau, mình sẽ thử cái món đây là món ốc vòi voi nha mọi người nhá. Cái này quấn ăn kiểu gì nhỉ bạn nhỉ? Quấn chấm chanh, chấm một chút gồi tạt nha, gồi tạt của bạn kia. Chấm núm đấy rồi. Đây. Cái này chấm xì dầu mù tạt cho mọi người nhá. Phải chưa đánh lên rồi. Chưa đánh rồi. Trời. Ngon cực. Xì dầu mù tạt. Ăn rất giòn luôn. Cái này thì mình cũng từng thưởng thức ở trong Sài Gòn rồi. Rất giòn. Cũng định mua bao nhiêu lần nhưng mà không có chỗ nào mà mua.
Mời mọi người nhá. Dạ được. Anh gắp cho em một miếng. Chấm chấm chấm. Thế mày luôn. Ui xà. Siêu ngon. Chúng ở đây. Đấy. Đấy. Đúng cá rồi, chén được luôn. Đây, em cũng phải thử một miếng. Ừ. Ui dạ. Dùng cái xong ăn rồi luôn à? Chấm xì dầu mù tạt. Xì dầu mù tạt. Đấy. Wow. Ừ. Sao? Giòn. Siêu giòn đúng không? À, tiếp đến là sẽ là mình sẽ ăn cái món gắp từng miếng một, từng miếng một nhá. Không, tôi phải chơi cái này mới chắc này. Cho tôi mượn cái thìa. Bạn ấy. Đấy. Ăn bào ngư nó sẽ như thế này nhá mọi người nhá. Mình sẽ dưới ít nước cốt chanh lên đây. Đó. Cho ít bình. Ôi, bình thường là mọi người ăn thì ăn ít một, nhưng mà mình thử vã mồm một cái xem sao. Cái cẳng cẳng. Đây mình đã loãng rồi này. Anh phải xúc nhiều mù tạt vào. Đây. Ăn là mấy tê. Bào ngư vây cá mập. Cho em rồi. Ăn đúng cục mù tạt. Ăn như mà đại ca luôn. Nhưng mà đúng em rồi. Ăn không được rồi. Nó giòn nhá mọi người nhá. Đấy. Mình sẽ làm và làm lại. Gọi là hai trong một luôn này. Giòn lên là chút 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 chút. Giòn lên là chút chút. Giòn là mình ăn hai món này thì mình thấy cái món này là nó ngon hơn theo kiểu gì nhỉ? Nó giòn ngon, giòn kiểu khác. Nó nói chung là ngon hơn một chút. Gọi là mỗi cái một vị ngon ấy. Rất là ok. Mình sẽ kết hợp cả hai luôn nhá. Rồi. Wow. Quên thổi. Cái này cá sốc mùi sốc bỏng à? Anh cuốn cái này vào này. Ăn rau cải để cho nó khai vị là nó sẽ không bị ngấy ấy. Ăn rau cải. Siêu tuyệt vời luôn mọi người ạ. Tỉnh luôn. Mời làm chén rượu nhá. Làm chén rượu. Cho nó... Tự nhiên đi. Mời bạn nhá. Này, vô màu giống vắt. Vô. Tuyệt vời quá mọi người ạ. Thật sự đến với bạn Phúc lại còn được dẫn ra nhà hàng, được gọi là đầu bếp chế biến cho ăn ngon hơn hẳn anh em mình tự làm. Anh em mình tự làm hôm bào ngư anh em mình lại hấp lên. Nói chung ăn vẫn ngon đây, nhưng mà bào ngư hấp đây. Đấy. Bào ngư hấp như hôm anh em mình hấp thì đấy đấy, nó phải thế này chứ. Nhìn đã đẹp rồi anh nhỉ. Đấy. 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 Nó phải như thế này chứ, như anh em mình hấp thì đúng rồi. Cũng cho đấy. Thịt dầu, chấm thịt dầu, ok đấy, đúng không? Ngon không? Tuyệt vời không? Tỉnh luôn. Đấy. Như anh em mình hấp. Rồi à, bạn cá. Đấy đấy, rồi bạn cái gì đấy? Ôi, cá rồi. Để bên kia cho nó rồi, ok. Đây, cứ đây là được. Đấy. À, món hấp này hơn hẳn anh, món hấp của anh em mình. Anh giúp anh miếng bào ngư Hàn Quốc nhá. Dạ. À, hấp vừa nóng rất là thơm ngon luôn. Vâng. Em xin. Đây. Cho nó gạt. Đấy. Bây giờ mình xử dưới nước tương mà ăn chấm có ngon hơn anh nhớ không? Anh... Em cũng chấm xì dầu một tạt đấy. Anh dưới cho em tí. Một chút thôi. Nhẹ thôi. Rất là ngon. Nhẹ nhàng thôi. Đấy, không có một tạt bên dưới. Cái gì nhỉ? Tuyệt vời không? Ngon. Món ăn của vua chúa thì xưa đấy. Thơm hơn anh hấp cơ. Đầu bếp làm phải khác. Mình sẽ khai quật cái con. Lắm rồi. Còn mình làm Phúc Hải Sản này luôn, mặt hàng tươi sống. Nói chung là nhà hàng thì phục vụ nhiệt tình. Cứ là ok, vẫn cứ là ok luôn mọi người. Cứ đến qua sân bay có thể loại bài là cứ alo mình là nhà hàng. Số điện thoại mình để trên màn hình luôn nhé mọi người nhá. Đây là mình sẽ khai quật con cua này. Wow, cái thịt cua bóc được hết tan rồi á? Cái đấy là cái chân cua đấy. Cái, cái chỗ phần chân đấy, rất là nhiều thịt. Đây là phần chân cua, phần mạng xương xương này nhá mọi người nhá.
khi rang muối lên nhìn hình nó giống như một cái đậu phụ. Đấy. Như miếng đậu luận thì rất là dai và chắc. Đấy. Vẫn giữ được vị nguyên của cua hoàng đế. Thấp. Ngon nhỉ anh nhỉ? Nó đậm đà hơn được em. Tuyệt vời luôn. Quá ngon luôn mọi người ạ. Cực kỳ chặt thịt nhá mọi người nhá. Khi mọi người ăn cái đồ tươi sống á, với cái loại đồ đồ mà gọi là không tươi sống, tức là đồ để tủ lạnh hoặc là chết rồi á, thì cái vị nó khác hẳn luôn nhá mọi người nhá. Mọi người cứ liên hệ bạn Phúc là lấy hàng tươi sống về tận nhà luôn. Được cái phương châm của hàng Phúc Hải Sản thì bên mình thì luôn luôn là hàng bao chất lượng, bao ăn bao óp, cả tất cả những các mặt hàng hải sản giao đến khách hàng, đến tận tay khách hàng đến từ 10 đến 12 tiếng vẫn tươi sống 100%, có thể đến 30 tiếng vẫn ok. 30 tiếng vẫn 30 tiếng vẫn ok. Nhưng bình thường bây giờ giả dụ chuyển vào Sài Gòn thì mất khoảng 3 tiếng. Sài Gòn bên mình vẫn chuyển đường hàng không cho vòng 30 tiếng khách nhận hàng được. Tức là cách nào trong Sài Gòn mà đặt hàng nó sẽ cua hoàng đế sẽ bay hẳn máy bay vào đấy cơ. Đấy mình chất. Chỉ trong vòng 3 tiếng là ok khách nhận. Ngoài ra bên mình vẫn tặng kèm theo nước chấm hải sản cho khách hàng mua mang về. Và cũng tặng thêm nước dùng hải sản thời tiết lạnh này. Thời tiết Hà Nội lạnh này, khách mà ăn nấu mình tặng theo kèm theo nước lọc hải sản. Mình sẽ làm một quả tổng hợp nhá. Cái này cái này là hay để rong quấn cái gì bạn? Đây rong biển, đây là chấm mấy sashimi này. Quấn như cái này à? Đúng rồi, hôm nay mình sẽ cho ít rau cải ăn cho nó. Anh quấn vào nhìn như đầu rơi chó. Mình sẽ quấn một phát là đủ hải sản nhá. Đầu tiên sẽ là chân cua hoàng đế này. Đầu tiên mình sẽ cho chân cua hoàng đế vào. Đấy. Tổng hợp à? Mọi người thấy thịt đó chưa? Dê nhẹ thôi. Đầu tiên là sẽ là chân cua hoàng đế, ra mình sẽ bỏ cái rút xương. Phí. Đó. Tiếp theo đến là sẽ là. Anh ơi, phải cho một miếng tôm này vào này. Ốc vòi vòi hả? Tôm. Tôm nấu. Đấy, hạt hạt đấy. Ốc vòi vòi, tôm hùm Alaska. Ốc vòi vòi này, thêm bào ngư sashimi này, và mình cắt cho anh một miếng. Bạn cắt cho tôi một miếng bào ngư hấp. Đó.